Thằng nào từ ngoài cổng đi vô về hả má nó thì chú qua nó chứ ai trời 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 thằng đó nó tới hả, chắc nó đến đây nó mượn tiền mượn lúa mượn gạo gì chứ không gì chăng. Thôi để tôi trách mặt nó chút coi. Dạ thưa anh, hai em mới đến. Ờ coi khổ nổi mày, mà cỡ này tiền bạc cho dai không ai chịu trả hết nữa, con heo bỏ ăn nó ngày qua nữa. Anh hai à, tôi qua đây á tôi không có mượn tiền mượn lúa mượn gạo gì anh đâu, mà tôi cho anh hay là ngày mai là ngày kỵ cơm của tía rồi đó. Cơ khổ nổi gì mà tao có nhớ đâu, kỵ cơm là sao vậy hả mày? Kỵ cơm là ngày giỗ của mẹ cha hoặc ông bà của chúng ta, để tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục sanh thành, lễ kỷ niệm ngày mẹ cha qua cố ly rượu chung nhà đôi tuần, để gọi là tưởng nhớ đến công ơn. Nhưng tao hỏi mày nghèo sát hay nghèo sơ, áo không được lành con chẳng đặng no, thì tiền bạc ở đâu mày cúng tiếng không mà không giấu gì anh với chị vợ chồng năm nay cũng đủ ăn. Nhưng mà mỗi lần tao đi là lỗ xã hội của tao, không ai cho heo ăn không ai lùa dịch lùa gà, thì mình cũng chán qua nhà chú ba một lát, việc trong gia đình mình để cho thôi. Thôi chú về trước đi nha chú ba. Mình à, tôi đoán chắc thằng này nó lượm được của rồi, tướng ta đừng thật ăn mặc lốn thôi, thì giàu làm sao được cái mà giàu, có giàu đang đi nữa tướng hình nó giống ba năm. Bởi số là sao à, khi được anh hai chia của vợ chồng em thiệt là nghèo khổ, thì tao muốn cho mày biết tương trai với người ta, chứ anh này đâu tham lam với mày. Một bữa nọ em dám dựa lên chân làm nghề đốn củi nuôi thân. Ba ơi, làm nghề tiểu phu sao mày giàu phú hộ, có cách gì nói rõ cho tao nghe. Một bữa kia em làm việc nhọc nhằn, nằm dưới gốc cây đa và ngủ quên, khỉ ở đâu kéo tới cả lũ, lúc khiến em lên gần để chôn. Thời kỳ tưởng đâu rằng em đã chết, em liền giả đò nhắm mắt. Thử coi tuổi này nó dở trò chi, nó khiến em đến một cái hầm, đó là một cái hầm dạng đồng chất là con. Chừng lúc thì bỏ đi em lẻ làm vậy, cởi áo hút một mơ vừa dội và trở về đây. Trời đất ơi, hồi trước kia đốt tôi trên rừng, chú đi ngang qua nhà không rủ tôi. Cái tình anh em máu thật ruột đà, tôi đâu có vô tình như người ta. Rồi 1, 2, 5 mà 6. Cái hoàn cảnh tôi sống vô cùng khôn đốn, vợ một vợ ba chứ làm khổ cho cái thân già. Không có cảnh nào khổ cho bằng cảnh ba con vợ ở chung có một nhà. Bà lớn thì luôn luôn tìm cách khai trừ hai bà nhỏ, còn bà thứ hai mong tẩy chay bà lớn với cái bà thứ ba. Còn bố của tôi á, bà âm thầm lo tập luyện nội công mà chờ có cơ hội là suốt hai bà để làm giám đốc cái thằng của tôi. Còn tôi thì luôn luôn lo năn nỉ mày bá hòa bình cho nồi nếu khỏi bể. Thank you.
khoanh tay ngồi đợi tình hình. Tôi cùng đánh liều với mấy bà, đánh nhau cho đã rồi cũng phải hòa bình. Nhưng mà suy nghĩ lại cũng có lỗi tại mình, không lẽ mình ngồi khoanh tay đó coi sao cho đặng. Nó có liền thủ trưởng nhào vô vô kịp can đó, bà lớn bất quốc cho tôi đá dành tốt mà lộn gãy xương không yếu. Mà bà còn nói sức mấy cha già mày dám nhào vô đây hả mày. Tôi giận quá chặt tay áo chặt mắt đinh ngó một hồi à, rồi tôi nổi nóng tôi làm thân còn đâu sao đó. Gần chết thằng tôi hóm nhon cũng gì giờ đôi giờ ba ngày đêm dương lây đi ôi yêu dân ngắm chỉ khổ cho thân già. Mấy bà thấy tôi nắng nề quá nên lần nuôi cơn giận và bắt tay nhau bốn hiệp nhau bà bài ca liên kết âm em chỉ ba ngày tết rồi sao thật xương gót mang đến này gót mang đến này đến ba xã ở chung có một